bụi bẩn, không lo nắng gắt, không ngại mưa rồng. Sơn Ba Bể bảo vệ ngôi nhà của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0926 933 999 để đăng ký trở thành đại lý phân phối độc quyền ngay hôm nay. Xây nhà Mắc Hùm, chọn Sơn Mắc Hùm. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động cùng Mắc Hùm. Và ngày hôm nay thì anh Diệu đang có mặt tại khu đô thị An Bình Tân của thành phố Nha Trang để cùng chia sẻ và review đến tất cả mọi người một công trình của gia đình chú Hưng, công trình mà sử dụng dòng sơn do chính Mắc Hùm nghiên cứu và sản xuất. Và phía sau lưng anh Diệu đây chính là công trình mà ngày hôm nay Mắc Hùm sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người. Và bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng di chuyển qua bên đây một chút xíu để có thể đến gần hơn với công trình nha. Như quý vị quan sát thấy thì đây là một công trình với một trệt và hai lầu. Ở phía trên cùng công trình này thì sử dụng hệ mái bằng. Và như quý vị thấy đây thì công trình này mang hơi hướng một chút xíu tân cổ điển. Chi tiết mà giúp cho chúng ta nhận ra được công trình này mang một chút hơi hướng tân cổ điển đó chính là những đường thọt chỉ ở vị trí phân tầng nè. Và sau này khi mà bước vào giai đoạn hoàn thiện thì các cột cũng sẽ được kẻ rất là nhiều những đường thọt chỉ. Và thêm một chi tiết nữa đó chính là những con tiện ở lan can ban công để giúp cho công trình trở nên có phần thu hút và đặc sắc hơn. Và bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng di chuyển vào sâu bên trong công trình một chút nha. Và nơi mà anh Diệu đang đứng đây chính là sảnh chính của ngôi nhà này, với hướng nhìn đó chính là hướng ra khu vực phía trước, đường đi rất là đẹp mắt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển ở đây, chia sẻ với quý vị chính là cửa đi của ngôi nhà sau này thì sẽ được sử dụng chất liệu đó chính là gỗ tự nhiên. Và hiện tại thì công trình này vẫn đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, cho nên là khi mà xem video thì có thể là quý vị sẽ nghe một chút tiếng ồn, và mong rằng là mọi người có thể thông cảm cho Mắc Hùm nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong để khám phá công năng của ngôi nhà này thôi. Nơi mà anh Diệu đang đứng đây chính là vị trí trung tâm của ngôi nhà, có thể xem là nơi đẹp nhất của ngôi nhà dùng để đón tiếp khách đến chơi. Và đây chính là khu vực phòng khách với tầm nhìn rất là đẹp quý vị ạ, khi mà có rất là nhiều cửa. Ngoài cửa chính thì ở đây chúng ta còn có một cửa đi nữa, và sau này thì sẽ được lắp đặt hệ thống thang cuốn ở đây. Và tương tự như vậy thì vị trí này sau này cũng sẽ được lắp đặt một thang cuốn, cùng với đó là một ô cửa sổ rất là to để chúng ta có thể là lấy được ánh sáng tự nhiên vào bên trong, cũng như là thông quan thông khí cho căn phòng này, mang đến một không gian nghỉ ngơi sinh hoạt lý tưởng cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và hiện tại thì như quý vị thấy thì công trình này có những nơi là đã bắt đầu tô trát tường, có những nơi thì đã sơn lót, có những nơi thì đã sơn phủ được lần 1 và có những nơi thì đã sơn phủ được lần 2. Thì vì để có thể là cố gắng hoàn thiện công trình này vào dịp Tết, cho nên là tất cả các đội ngũ thợ cũng đang rất là gấp rút và làm việc một cách rất là nghiêm túc và chỉnh chu. Thì gia chủ rất là đầu tư cho công trình này, khi mà không chỉ có hệ thống thang bộ thôi đâu, mà ở đây chính là buồng thang máy để giúp cho khi mà sau này quá trình di chuyển lên xuống giữa các tầng sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Rồi bây giờ chúng ta cùng di chuyển sâu vào bên trong một chút nha. Đây, nơi mà anh Diệu đang đứng đây thì chắc hẳn là không nói quý vị cũng đoán được, đó chính là không gian phòng bếp và phòng ăn của ngôi nhà này. Thì sau này ở đây sẽ được đặt một hệ tủ bếp. Còn khu vực rộng thoáng này thì sẽ đặt một bộ bàn ghế ăn để phục vụ cho nhu cầu ăn uống nấu nướng của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Và tất nhiên rồi, không gian nào cũng vậy thôi, chúng ta đều cần một cái khoảng không gian sinh hoạt lý tưởng thông thoáng, cho nên là việc thiết kế những cái cửa đi nè và những ô cửa sổ như thế này là điều vô cùng quan trọng và cần thiết, đúng không ạ? Di chuyển tiếp qua bên đây một chút. Vị trí này sau này chính là một gara đổ ô tô để gia chủ có thể là đổ những chiếc xe ô tô của mình ở đây, cũng như là xe máy hoặc là các phương tiện di chuyển khác trong nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục di chuyển lên vị trí lầu 1 nha. Và vị trí này thì sau này gia chủ sẽ được dùng để thiết kế phòng thờ với tầm nhìn hướng ra phía trước của ngôi nhà, một tầm nhìn rất là đẹp. Việc mà thiết kế cửa đi cùng với ô cửa sổ như thế này thì trong quá trình mà chúng ta thắp hương thì chúng ta cũng không sợ là sẽ bị quá ám mùi cho không gian sinh sống của chúng ta. Và tiếp tục di chuyển qua bên đây chính là phòng sinh hoạt chung của cả gia đình. Thì đây sẽ là nơi mà tất cả các thành viên trong gia đình cùng nhau quây quần, tâm sự vào những dịp rảnh rỗi hoặc là những buổi tối sau khoảng thời gian học tập làm việc mệt mỏi.
Thật sự thì ngôi nhà này có một tầm nhìn, một vị trí rất là đẹp. Ở đây cũng chính là vị trí ban công, thì sau này mọi người có thể đứng đây để chúng ta là nghỉ ngơi, thư giãn, ngắm cảnh, quan sát cảnh quan phố phường xung quanh. Một ngôi nhà quá là lý tưởng khi mà có đến hai mặt tiền đường luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem qua một số phòng còn lại. Dạ, và bây giờ thì chúng ta đã cùng nhau bước vào tham quan phòng ngủ master của ngôi nhà này. Thì hiện tại ở đây cũng được sơn phủ một lớp rồi. Và màu sắc này chính là màu ghi. Thì khi mà chúng ta sơn phủ lên một lớp nữa thì khi mà chúng ta chạm tay vào thì bề mặt sẽ cảm giác rất là láng mịn. Màu sắc này thì cũng rất là hài hòa, dịu mắt và cũng rất là dễ để phối với nhiều đồ dùng, vật dụng nội thất khác. Và đặc biệt là nó cũng sẽ không quá ấm màu trong những điều kiện ánh sáng khác nhau. Rồi, và tất nhiên thì phòng ngủ này cũng có view rất là đẹp ha, và được thiết kế khá là tương đồng với phòng ngủ ở lầu 1 mà chúng ta vừa xem. Còn phần trần của phòng ngủ cũng như là trần của tất cả các không gian khác thì được sơn màu siêu trắng để giúp cho không gian phần trần của chúng ta trở nên là thông thoáng, và khi mà chúng ta nhìn vào thì cũng sẽ giúp cho không gian ngôi nhà trở nên là bừng sáng hơn. Và đây chính là phòng ngủ cuối cùng của lầu này, cũng như là phòng ngủ cuối cùng của ngôi nhà mà ngày hôm nay Mark Hum review đến tất cả mọi người. Thì riêng căn phòng này thì đã được sơn phủ hoàn toàn xong rồi. Và như quý vị thấy là với sơn chính hãng của Mark Hum thì chúng tôi luôn cam kết, thứ nhất là màu sẽ luôn chuẩn xác so với bản vẽ 3D, cũng như là luôn chuẩn xác so với màu sắc được in trên mỗi thùng sơn. Và thêm một điều nữa đó chính là sơn Mark Hum thì chúng ta từ ngoại thất đến nội thất thì chúng ta cũng không lo tình trạng đó chính là bị bong tróc, và chúng ta sờ vào rất là mịn tay nè. Trong trường hợp mà chúng ta có lau chùi vệ sinh đi nữa thì chúng ta cũng không lo bay màu sơn và không lo độc hại cho sức khỏe của người sử dụng. Thì quan sát không gian phòng này thì ngoài cửa sổ thì có một chi tiết nữa mà anh Diệp muốn chia sẻ với tất cả mọi người, đó chính là một hệ tủ âm tường và được thiết kế kịch trần. Thì sau này khi mà đưa vào sử dụng thì gia chủ hoặc là thành viên nào sở hữu căn phòng này có thể cất vào đây những đồ dùng, vật dụng để có thể giúp không gian trở nên rộng rãi và thông thoáng hơn. Và vị trí mà anh Diệu đang đứng đây chính là khu vực nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung được dùng cho phần này. Hiện tại thì ở đây vẫn chưa được bố trí các đồ dùng, vật dụng, và gia chủ đã tận dụng không gian này để đặt những thùng sơn dùng cho công trình. Ở đây thì sẽ có từ sơn lót nè đến sơn nội thất và sơn ngoại thất của Mark Hum, dòng sơn cho chính công ty của chúng tôi nghiên cứu và sản xuất. Bây giờ thì anh Diệu sẽ chọn một vài hộp sơn để review với mọi người nha. Thì như đây, thùng sơn này chính là sơn lót kháng kiềm nano ngoài trời siêu cao cấp. Còn đây là sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp của Mark Hum. Và khi mà chúng ta chọn sơn dùng cho công trình thì trần cũ của Mark Hum sẽ tư vấn cho quý vị rất là nhiệt tình để có thể là chọn dòng sơn như thế nào là phù hợp với kiểu dáng, phong cách cũng như là kiến trúc của ngôi nhà, để khi mà đưa vào sử dụng thì từ ngoại thất đến nội thất sẽ ăn nhập với nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển lên trên nữa nha, để khám phá xem là ở vị trí cao nhất của ngôi nhà này là gì. Ta-da! Wow! Bây giờ trước khi mà chia sẻ về không gian này thì mời quý vị cùng chiêm ngưỡng cảnh quan xung quanh. Có thể nói là Nha Trang, thành phố biển, nơi mà rất là nhiều người trong tất cả chúng ta mong muốn đến đây để nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, thư giãn hoặc là sở hữu một ngôi nhà riêng cho chính mình. Thật sự thì cảnh quan thiên nhiên quá là hữu tình khi mà chúng ta thấy là phía trước là một hồ nước nè, và xa xa kia chính là biển cũng như là núi non rất là hùng vĩ. Thì vị trí này chính là khu vực sân thượng. Gia chủ và tất cả các thành viên trong gia đình có thể tận dụng để làm sân phơi nè, làm nơi vui chơi sinh hoạt ngoài trời. Và cuối tuần nha, cuối tuần thì chúng ta có thể mời bạn bè đến đây để cùng nhau là ăn uống, nghe những bài nhạc chill chill và cùng nhau thả hồn về khu vực kia để có thể ngắm nhìn những cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp. Wow, quá là lý tưởng đúng không ạ? Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tham quan chiêm ngưỡng công trình của gia đình chú Hưng tại thành phố biển Nha Trang, một ngôi nhà một trệt hai lầu mang phong cách hơi hướng tân cổ điển và được sử dụng dòng sơn do chính công ty Mark Hum của chúng tôi nghiên cứu và sản xuất. Và nếu như mà quý vị cảm thấy là yêu thích công trình này, yêu thích dòng sơn chính hãng của Mark Hum, hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công cải tạo nhà ở cơ sở kinh doanh thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình. Và nếu như mà mọi người muốn đón xem những video hấp dẫn hơn cũng
cũng như là những chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn đến từ công ty của chúng tôi thì đừng quên là nhấn đăng ký, nhấn like để có thể theo dõi nhiều video hấp dẫn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì Ánh Diệu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những số tiếp theo.